Ok, sau đây mình hướng dẫn mình sử dụng con máy này nha. Đây là full SCADA đây. Về pin thì con máy sử dụng hai viên pin là pin AA. Đây, pin AA, mình hết pin có thể mua trên trong cửa hàng tiện lợi hoặc là trên Shopee nha. Mình lắp theo chiều dương âm của nó như thế này. Ok. Để mình check coi là pin còn không thì mình có thể bấm cái nút này nha, check pin nè. Đây nó hiện lên, bấm vô đèn xanh nó hiện lên là ok, là nghĩa là còn pin. Ok, về cách chụp con này rất đơn giản. Tại vì nó đã auto đo sáng cho mình rồi cho nên mình cứ lên phim và mình bấm chụp thôi. Nếu trong môi trường tối quá thì nó không cho mình chụp nha. Ok. Để trong môi trường tối quá thì mình bật flash lên nè. Đây là flash của nó nè. Và sau khi mình vuốt qua đây thì nó sẽ kêu cái tiếng nạp flash nha. Còn máy này thì nhược điểm của nó là nạp flash cũng khá lâu á, cho nên mình thấy chừng nào mà cái đây mình thấy cái đèn trên đây nó sáng là ok, đây nó chớp như là ok nha, là nó đã có flash rồi nha. Trong môi trường tối nó không cho mình chụp thì mình cứ bật flash lên thì mình chụp bình thường nha. Rồi mình vuốt qua đây tắt nè. Rồi mình vuốt qua đây là để tắt flash nha. Trong trường hợp mình không sử dụng flash thì nên tắt nha, để nó giữ được cái độ bền của máy hơn á. Ok. Còn đây là hẹn giờ của máy nha. Cái đây là cần hẹn giờ, mình kéo xuống hết như này. Mình lên phim, mình bấm chụp. Thì 10 giây sau sẽ chụp nha. Nhả lên cái này nè. Rồi, là ok. Ok. Đây còn vài chỉnh ISO là cái vòng trong cùng của nó nha. Đây cái vòng trong cùng nè. Đây mình có thấy cái số nè. 400, 200, 150, 25 á. Mình xoay. Mình này hơi khó xoay một tí á. Rồi mình chỉnh một lần thôi, mình xài cả cuộn luôn. Hiện tại mình để 400 nha. Mình xoay ở đây, nó đây nó có cái vạch mà mình xoay theo cái số ở đây nó cũng hiện đây luôn. Ok. Còn về lấy nét thì con này là lấy nét zone focus nha. Mình nhìn phía bên đây của máy nó có cái hình, có các cái hình đó là hình bán thân nè, có cái hình bán thân, hình chụp hai người, hình chụp nhóm người, thì mình cứ canh theo cái hình trên đây và những cái bố cục mình chọn thì mình cứ chỉnh theo cái nấc của nó nha. Đây như này chụp phong cảnh nè. Vì con này khẩu cũng khá nhỏ cho nên là mình cứ chỉnh tương đối chính xác là nó cũng sẽ khó bị ao nét lắm nha. Còn về ghi ngày trên hình đó thì ở đây nó có chữ on off nè, đây on nè, gạt xuống là off nè. Còn muốn chỉnh ngày giờ thì con này không auto nha, cho nên là mỗi lần mình muốn hẹn ngày giờ, mình muốn in ngày giờ mình phải chỉnh nha. Mình kéo này lên nè, đó, sau khi mình kéo này lên mình nhìn vô cái view ngắm mình sẽ thấy cái ngày bây giờ nha. Đây nó cái này ngày bây giờ nó sẽ hiện trên cái có cái cam cam đó, và mình xoay những cái vòng ở đây, đó là day nè, day month và year, mình xoay làm sao cho nó, mình chỉnh sao cho đúng với ngày giờ mình, ngày cái ngày mà mình đang chụp là ok nha. Thì đó cũng chính là cái vị trí mà nó in ngày giờ luôn đó. Nếu mình bấm tắt là nó không có ấy nè. Mình bấm on nè. Bấm on sẽ hiện lên nha. Và mình phải dở này lên thì cái nó mới hiện lên nha. Xem đậy lại. Ok. Rồi. Sau đây hướng dẫn bằng lắp phim nha. Ok, hướng dẫn mà lắp phim nha.
Xem phim thì mình mở ra bộ phim ở đây, mình gạt xuống. Ở đây nó có cái nút nè, đây có nút mà mình gạt xuống nè, mở ra. Mình lắp phim vô đây, mình đưa cái đầu của lòi nó hướng xuống dưới, và nó có cái lọt, nên nó có cái thanh, mình đẩy lên, mình đưa vô. Sau đó mình để cái thanh này xuống. Nếu mà nó chưa sát á, mình xoay 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 nhìn xuống nha, nó sát. Sau đó mình kéo phim qua đây, mình nhét vào trong những cái khe bên đây. Cái khe đây nó có một cái bánh răng nè, nó có một cái lòi ra nè. Mình nhét sao cho các lỗ này á, nó đưa vô trong được cái lò, cái đầu này là ok. Mình cứ nhét vô sâu sâu một tí, xong mình lên phim, nó cuộn vô vậy là ok. Mình bấm chụp một cái, mình lên phim, bấm chụp, xong mình lên phim cái nữa. Rồi mình đóng nắp lại. Lúc mình đóng nắp lại á, mình lấy cái tay mình lấy cái tay mình gạt cái này xuống, mình đưa vô thì nó sẽ bền máy hơn nha, chứ mình đẩy mạnh vô là sợ nó sẽ không được cái bền bền cái chốt đó nha. Ok, sau đó mình lên phim hai lần, bấm chụp bỏ là ở đây nó sẽ hiện lên chữ đây nó hiện lên số 1 nè, đây là bộ điểm số, nó hiện lên số 1 là mình bắt đầu chụp được nha. Mình cứ lên phim chụp bỏ mấy tấm đầu đi, tại nó bị cháy rồi á. Rồi sau đó mình cứ lên phim bấm chụp cho tới khi nào mà hết phim thôi. Sau khi mình lên phim hết rồi á, thì còi này sẽ cứng nha, còi sẽ cứng và không bấm chụp được nữa, không có lên còi được nữa. Thì mình mới bắt đầu tua phim về, tua phim về thì mình ấn cái nút dưới đít máy nè, ấn vô một cái. Sau đó mình đưa lên đây, mình mở cái này lên. Đây có chiều mũi tên mà mình xoay theo chiều mũi tên nha. Cái nút này có khi nó sẽ nhảy ra lại á, cho nên là mình nếu mà mình cứ tua mà nó bị cứng, tua nghe cạch 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 á, thì mình bấm với nút máy cái nữa nha, nhiều khi nó bị nhảy ra. Mình cứ tua khi nào nhẹ tay thôi. Đây, tua từ nặng tay tới nhẹ tay rồi nè. Rồi, lúc này mình mở bộ phim ra, lấy phim ra, đi chén rửa. Tuyệt đối là lúc mà mình đang chụp, mình không bao giờ được mở bộ phim ra nha. Nếu mà mình mở bộ phim ra trong lúc chụp, nó sẽ bị cháy hình nha. Ok, cảm ơn bạn nha. Chúc bạn sẽ có xuất hình đẹp trên con máy này nha.